Vâng, Khang Minh GBL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em. Hôm nay 18 tháng 12, Khang Minh xin được thông báo qua hàng về. Vẫn là những sản phẩm âm thanh mỹ bãi đồ tuyển chọn của Khang Minh mà Khang Minh tiếp tục cập bến để cung cấp cho các bác và quý anh em. Đầu tiên là cặp 935, một cặp xuất sắc, tiếp tục cập bến các bác nhé. Tiếp theo là cặp TR225. Vừa rồi Khang Minh về được một cặp này và đã cung cấp đi, và hôm nay Khang Minh về được một cặp nữa. Khang Minh nhắc lại là model TR225 chứ không phải là M Pro hay không phải GRX các bác nhé. TR225 một cặp rất hay trong tầm tiền, và Khang Minh đã có video test âm, video test mic cái model này cách đây khoảng một tuần nữa. Các bác quan tâm có thể xem lại những cái video đó giúp Khang Minh để nắm được cái chất âm của cái cặp loa rất là hay trong tầm tiền này, chính là model TR225. Tiếp theo là cặp 4 số bass 30 phun đơn rất hiếm, 4722A các bác nhé, một cặp. Tiếp theo và tiếp đến nữa là cặp monitor, cặp này cũng rất ít có các bác này, 4704A. Tiếp theo nữa là một chiếc xúc điện duy nhất Banadin 2002. Nói đến xúc điện Banadin thì các bác và quý anh em ai cũng biết, đặc biệt là model cao nhất là 2002 bass 30, còn dưới nó là 1002 các bác nhé. Cái model súp Banadin này nó cho cái tiếng súp mà chơi gia đình nó rất là sâu lực, và công suất của nó cũng khá là lớn đấy các bác ạ. Banadin 2002 một chiếc duy nhất các bác nhé. Và cuối cùng là một cặp súp bát dòng từ thường khủng nhất của JBL 2242HBL. Khang Minh tiếp tục về được hai chiếc nữa. Và những model trên shop, ví dụ như 715, 525, 518. Rất nhiều nữa các bạn trong shop. Khang Minh không tiện giới thiệu luôn ở video này. Đều là những sản phẩm âm thanh mỹ bãi đồ tuyển chọn của Khang Minh. Các bác xem là các bác nắm được. Nó rất đặc biệt, đẹp xuất sắc luôn toàn bộ. Nếu mà chiều nay Khang Minh còn thời gian, Khang Minh sẽ giới thiệu khui và giới thiệu các bác những cái model chi tiết, những cái model ngày hôm nay Khang Minh cập bến. Còn nếu như không còn thời gian thì Khang Minh sẽ giới thiệu vào ngày mai. Tối nay có lẽ Khang Minh sẽ test nhạc, test mic cặp loa 4732X các bác nhé. Khang Minh nhớ là Khang Minh cung cấp đi mấy cặp 4732X trong mấy tháng vừa qua, mà chưa một cặp nào Khang Minh test mic trên cái model cũng rất là hiếm này. Phun đôi bass 30, một chép xì và một chép kèn. Trước mắt màn hình nhỏ của các bác chính là cặp 4732X. Có lẽ Khang Minh tối nay sẽ test âm, test mic cặp loa này. Vậy các bác quan tâm đến những sản phẩm âm thanh mỹ bãi hàng tuyển chọn của Khang Minh, vui lòng liên hệ cho Khang Minh. Hoặc cần tư vấn gì các bác cứ liên hệ Zalo trên số này, và đây là số phụ của Khang Minh. Khang Minh xin dừng video tại đây để tiếp tục công việc. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở video lần sau.